Thưa quý vị, trở lại với phần tin 24 giờ là các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao có thể trở thành đại sứ Liên Hiệp Quốc. Một viên chức cấp cao của Đảng Cộng Hòa vừa tiết lộ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, do bà là một trong những người đang được xem xét để trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Tòa Bạch Ốc đang nỗ lực tìm người đảm nhiệm vị trí này sau khi bà Nikki Haley vào hồi đầu tháng tuyên bố sẽ từ chức vào cuối năm. Tổng thống Trump ca ngợi bà Haley là một người tuyệt vời và có sự nghiệp đáng kinh ngạc, đồng thời cho biết sẽ chào đón bà trở lại chính phủ. Bà Nauert nằm trong số ít nữ chính trị gia được Tòa Bạch Ốc xem xét lấp vào chỗ trống của bà Haley. Bà Nauert từng làm việc cho Fox News và trở thành phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao từ tháng 4 năm 2017. Hiện nay bà còn giữ vị trí phụ tá bộ trưởng về quan hệ công chúng. Tổng thống Trump nói rằng có thể gửi 15.000 binh sĩ tới biên giới với Mexico. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ có thể gửi tới 15.000 quân đội đến biên giới với Mexico. Trước đó, Ngũ Giác Đài đã xác định khoảng 7.000 binh sĩ có thể được triển khai tới biên giới với Mexico nếu cần thiết. Các viên chức giấu tên cho biết con số này là một ước tính ban đầu và có thể thay đổi. Tổng số binh sĩ được triển khai sẽ thay đổi mỗi ngày, nhưng ước tính ban đầu cho biết Bộ Quốc phòng sẽ cho khoảng 7.000 binh sĩ để hỗ trợ nếu được yêu cầu. Hôm thứ Ba, Ngũ Giác Đài loan báo đang điều động 5.200 quân nhân ra vùng biên giới phía Tây Nam, trong một hành động quân sự đặc biệt khi chỉ còn một tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Trump luôn xem chuyện đoàn di dân lậu này là vấn đề vận động tranh cử và mô tả trên Twitter như sau. Đây quả là một cuộc xâm lăng vào đất nước chúng ta và quân đội Hoa Kỳ đã sẵn sàng đón chờ quý vị. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ Trump khác đã hoan nghênh việc triển khai binh sĩ đến biên giới. Tuy nhiên, các nhà chống đối nói rằng Tổng thống Trump đang chính trị hóa quân đội. Thưa quý vị, Tổng thống Trump chê Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan không hiểu về quyền sinh ở Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư 31 tháng 10 mạnh mẽ đả kích Chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan về phát biểu của ông này liên quan đến vấn đề quyền sinh tại Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ, nói rằng ông Ryan chẳng biết gì, hãy chú trọng vào việc giữ thế đa số của Cộng hòa ở Hạ viện. Bản tin của tờ Washington Post nói rằng phản ứng có phần thô bạo của Tổng thống Trump diễn ra chỉ một ngày sau khi dân biểu Paul Ryan bày tỏ sự bất đồng ý kiến về ý định hủy quyền này, nói rằng không thể chấm dứt quyền công dân do sinh ra tại Hoa Kỳ chỉ với sắc lệnh của Tổng thống. Trong bản tweet gửi ra trưa ngày thứ Tư, Tổng thống Trump viết rằng Paul Ryan hãy chú trọng vào việc duy trì thế đa số hơn là đưa ý kiến về vấn đề quyền công dân do sinh ra ở tại Hoa Kỳ. Điều mà ông ta chẳng biết gì. Thành phần đa số tại Hạ viện của Cộng hòa sẽ thực hiện điều này, đóng các khe hở di trú và bảo vệ biên giới chúng ta. Trong các bản tweet vào sáng thứ Tư, ông Trump cũng nói rằng ông sẽ chấm dứt quyền này vốn đã có từ 150 năm nay bằng cách này hay cách khác. GM đã đề nghị trả tiền để 18.000 nhân viên khu vực Bắc Mỹ tự ý nghỉ việc. Công ty sản xuất xe hơi General Motors GM trong khoảng thời gian sắp tới sẽ tìm cách cắt giảm chi phí điều hành bằng cách đề nghị trả tiền cho khoảng 18.000 nhân viên lãnh lương tháng ở vùng Bắc Mỹ để họ tự ý xin nghỉ việc. Công ty GM loan báo chương trình này vào thứ Tư ngày 31 tháng 10 và nói rằng chỉ áp dụng cho các nhân viên lãnh lương tháng có từ 12 năm thâm niên trở lên. Điều này được đưa ra cùng ngày GM báo cáo có lời tới 2.5 tỷ Mỹ Kim cho quý 3 vừa qua. Công ty này giải thích trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng tuy đang hoạt động hiệu quả nhưng GM vẫn muốn tiếp tục giảm chi phí trong lúc công ty và nền kinh tế đều vững mạnh chứ không đợi đến lúc tình hình đi xuống. Được biết, kỹ nghệ xe hơi Mỹ đang bắt đầu thấy ló dạng các khó khăn. Công ty GM không tiết lộ chi tiết về chương trình trả tiền để nhân viên tự ý xin nghỉ. Công ty có khoảng 50.000 nhân viên lãnh lương tháng tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Thưa quý vị, siêu mẫu Heidi Klum tổ chức tiệc Halloween lần thứ 19. Siêu mẫu người Hoa Kỳ gốc Đức Heidi Klum đã tổ chức buổi tiệc Halloween hàng năm lần thứ 19 tại New York vào thứ Tư 31 tháng 10 với một bộ cánh không ai có thể nhận ra là Fiona từ phim Shrek. Năm nay, Heidi Klum đứng ra tổ chức bữa tiệc này cùng với người bạn trai mới là ca sĩ người Đức Tom Collis. Bộ đôi được cho là đã dành 9 giờ chuẩn bị cho bữa tiệc sẵn sàng, xuất hiện trong một cỗ xe ngựa hình củ hành tây với bài hát I Am a Believer từ bộ phim nói trên.
Bữa tiệc năm nay cũng chào đón các siêu mẫu bao gồm Winnie Harlow và Barbara Palvin và người dẫn chương trình truyền hình Pat Malashmi. Trong khi đó, Questlove, người xuất hiện như một con cá mập, đã phục vụ bữa tiệc trong vai trò như DJ đêm. Được biết, năm nào Heidi Klum cũng xuất hiện độc đáo, khi thì như là Jessica Rabbit, khi thì Michael Jackson trong Thriller và thậm chí một lần trong trang phục một con khỉ đột. Bản tin đời sống tiếp theo cho biết vườn thực vật của Mỹ Quốc đã dựng hình chim bồ câu để kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất. Một vườn thực vật ở Mỹ đã trở thành nơi kỷ niệm sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ nhất với một hình chim bồ câu được tạo ra từ hàng ngàn cây anh túc đỏ, một biểu tượng mà các quân nhân sử dụng rộng rãi trong đế chế của Anh quốc cũ. Nhà thiết kế của chương trình Pierre Prince đã nuôi 5.000 cây anh túc từ cái nắp chai với sự giúp đỡ của học sinh tại một trường học địa phương cho trẻ em chậm phát triển. Và sau đó đã sắp xếp chúng dưới hình dạng chim bồ câu, một biểu tượng của hòa bình. Cây anh túc đỏ, một trong những loài hoa duy nhất có thể phát triển trong điều kiện nghèo nàn của chiến trường tàn phá chiến tranh, đã trở thành một biểu tượng hồi tưởng trong những năm 1920 cho các nạn nhân của Thế chiến thứ nhất. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Thiên Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin thương mại.